Trời má ơi, má có chuyện rồi má ơi. Con làm cái gì vậy? Thằng Lượm nó đánh con hả? Không phải, thì ra thằng Lượm là con của ba với bà Giang đó má. Cái gì? Con nói cái gì? Đó là sự thật. Bà Giang còn nói thằng Lượm là anh của con nữa đó má. Không, không có chuyện đó đâu. Không bao giờ có. Đó là sự thật. Ông dám nhìn nhận cái chuyện đê hèn của ông trước mặt tôi đó hả? Không phải là chuyện đê hèn. Tôi và Giang yêu nhau trước khi tôi lấy bà. Chỉ có cái chuyện tôi giấu kín bí mật này mới là đê hèn với Giang thôi. Gì đó? Ông nhận bà Giang vô nhà tôi làm vú nuôi cho thằng Sáng là ông muốn gần gũi với bà. Ông binh thằng Lượm. Trời ơi trời, tại sao tôi không nhìn ra cái chuyện đó chứ? Ông đi đâu vậy? Tại sao lại đến đây? Bà, tôi muốn nói với thằng Lượm. Ông im đi, tôi sẽ thưa cả nhà ông vào tù. Bà dân độc ác, thằng Sen hàng hạ và cả ông nữa, đồ giả dối. Đừng con ơi, đừng có nói như vậy. Mang tội đó. Con nói ông rất đúng. Ông là một người giả dối. Nhưng tình cảm, tình cảm ông dành cho con là thật. Nói cái gì vậy? Nói điên nó cùng gì vậy? Hả? Ông đừng có nói ở đây nói tào lao nữa. Đi về đi. Ở đây không có chỗ cho. Bà phải để cho tôi nói. Ông đi về đi. Tôi không thể nào giấu con hoài được. Ông chính là ba ruột của con. Ông nói còn bà vậy? Giang là má ruột đừng của con đó. Đừng có nghe ông nói. Ông đừng có nói bậy. Ông mới nói cái gì? Ông nói cái gì? Ông nói lại đi. Nói cái gì? Hả? Ông là ba ruột của con. Má, chuyện này là sao hả má? Là sao hả má? Có phải là sự thật không má? Ông ấy nói đúng. Ba má chính là ba má ruột của con. Không. Bà đang nói cái gì vậy? Dám theo dõi ba hả? Phải. Con cố tình đẩy đứa ba đi theo tụi đó. Biết được sự thật. Không ngờ ba là con người như vậy. Tại sao ba có thể gian dối một con đàn bà người ở để ra một thằng con súc sinh như vậy? Không im đi. Không im. Cậu Sáng, cậu đi về đi. Bà nói cái gì? Bà còn dám lên tiếng nữa hả? Bà là thứ đàn bà lăng loàn. Bà thứ đáng chết. Đi về. Cũng trong má tôi đã coi trọng bà. Bà chết đi. Mày xúc phạm má đâu? Mày xúc phạm má đâu? Tao giết mày. Buông nó ra. Được. Con ơi đừng con. Không. Con ơi. Hôm nay tôi phải giết nó. Mày nói ai là súc sinh? Tao không liên quan gì đến mày hết. Lượm, con bình tĩnh lại đi con. Không. Không chờ đó. Buông ra đi. Tôi không nên. Tôi không nên. Lượm. Trời má ơi, má chưa có chuyện rồi má ơi. Con làm cái gì vậy? Thằng Lượm nó đánh con hả? Không phải, thì ra thằng Lượm là con của ba với bà Giang đó má. Cái gì? Con nói cái gì? Đó là sự thật. Bà Giang còn nói thằng Lượm là anh của con nữa đó má. Không, không có chuyện đó đâu. Không bao giờ có. Đó là sự thật. Ông dám nhìn nhận cái chuyện đê hèn của ông trước mặt tôi đó hả? Không phải là chuyện đê hèn. Tôi và Giang yêu nhau trước khi tôi lấy bà. Chỉ có cái chuyện tôi giấu kín bí mật này mới là đê hèn với Giang thôi. Gì đó? Ông nhận bà Giang vô nhà tôi làm vú nuôi cho thằng Sáng là ông muốn gần gũi với bà. Ông binh thằng Lượm. Trời ơi trời, tại sao tôi không nhìn ra cái chuyện đó chứ? Tức quá đi. Ông là cái thằng khốn nạn. Ông che giấu tôi. Ông là cái thằng khốn nạn. Nè, ông không được đụng đến má tôi. Bây giờ tôi không thể bảo vệ họ trong bí mật được nữa. Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi. Má, má thấy chưa? Ông làm cái chuyện sỉ nhục dùm họ tổ tiên. Rồi bây giờ còn cho mình là đúng kia. Bà xin lỗi con. Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi. Bà thừa nhận. Cũng phải đến lúc bà sống với sự thật này. Tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà đây. Không, ông không được đi. Cả cái làng này ai cũng biết tôi là vợ của ông hết. Cả cái làng này ai cũng sống trong sự dối trá của bà. Và cả cái địa vị của tôi cũng là một sự giả dối.
Tôi cấm ông, tôi cấm ông không được đi. Ông không được nói bậy bạ như vậy nữa. Bà yên tâm đi, tôi sẽ không công bố cho mọi người biết đâu. Tôi sẽ đi khỏi cái làng này. Tôi, bà Giang, thằng Lượm và cả con bé Hiền nữa, tôi sẽ bỏ xứ mà đi. Bà cứ giữ cái chức hội đồng của bà đi. Không, ông không được đi. Bà buông ra. Mà tôi lại ông mà. Thằng Sang nó sắp cưới con gái của Hoàng Tĩnh rồi. Ông đợi đám cưới nó xong rồi ông hãy đi. Tôi năn nỉ ông mà. Ông mới lại, ông đừng có đi. Tôi năn nỉ ông. Ông đừng đi.